Bản tin tổng hợp sáng ngày 23 tháng 2 Trung Quốc lắp bẫy trong đinh trên biên giới với Việt Nam Công ty Hàn Quốc trả Mỹ 6,3 triệu đô la để giải quyết cáo buộc hối lộ ở Việt Nam Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai, giới quan sát nhận định đó là cái tát trời giáng cho phương Tây Thượng viện Nga bật đèn xanh cho phép ông Putin sử dụng quân đội ở nước ngoài Tổng thống Biden cho phép bổ sung lực lượng và thiết bị quân sự của Mỹ ở châu Âu để tăng sức mạnh cho đồng minh. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Từng sạch bóng virus, quần đảo Solomon lao đao khi Covid-19 tấn công. Tổng thống Indonesia nói người chạy xe bằng nhiên liệu hóa thạch đừng chuyển đến thủ đô mới. Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin tổng hợp sáng ngày 23 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị có một ngày mới sức khỏe và bình an. Và ngay bây giờ là những nội dung chi tiết của bản tin hôm nay. Mở đầu chương trình là tin nóng về tình hình biên giới Việt Trung. Trung Quốc lắp bẫy trông đinh trên biên giới với Việt Nam. Kính thưa quý vị, theo tin từ đài Á Châu Tự Do AFA, vào hôm 22 tháng 2, những hình ảnh video được lan truyền trên mạng xã hội của Trung Quốc vào hôm 18 tháng 2 cho thấy chính quyền Trung Quốc đang cho gắn bẫy trông đinh trên biên giới với Việt Nam ở tỉnh Vân Nam. Cụ thể, theo trang web của tỉnh Vân Nam được AFA trích dẫn, giới chức huyện Mã Quan đang gia tăng các biện pháp kiểm soát biên giới nhằm ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh Covid-19. Đây là một huyện có cửa khẩu biên giới với các tỉnh Lào Cai và Hà Giang của Việt Nam. Theo trang tin, giới chức của tỉnh này đã huy động quân đội, đảng viên và người dân Trung Quốc gia tăng tuần tra 24 giờ trong ngày, củng cố tuyến biên giới nhằm ngăn ngừa nhập cư lậu trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19. Với chính sách không Covid, chính quyền Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã gia tăng việc kiểm soát biên giới với các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt Nước này trong thời gian qua đã cho xây dựng các hàng rào thép gai và lắp cả camera cảm biến để xua đuổi người dân Việt Nam tiến lại gần biên giới hai nước. Chuyển sang một diễn biến khác. Công ty Hàn Quốc trả cho Mỹ 6,3 triệu đô la để giải quyết cáo buộc hối lộ ở Việt Nam. Kính thưa quý vị, KT Corporation, nhà cung cấp viễn thông lớn nhất Hàn Quốc, có trụ sở tại Seoul, đã bị nhà chức trách Mỹ cáo buộc đã có hành vi hối lộ quan chức Việt Nam và Hàn Quốc. Trước đó, vào ngày 18 tháng 2, báo The Wall Street Journal đưa tin, KT Corporation đã đồng ý trả 6,3 triệu đô la để giải quyết một vụ kiện của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, SEC, về các khoản hối lộ bị cáo buộc được thực hiện ở Hàn Quốc và cả Việt Nam. Tờ báo trích dẫn thông báo của SEC cho biết các hành vi hối lộ bị cáo buộc xảy ra ít nhất từ năm 2009 đến năm 2017 và liên quan đến các giám đốc điều hành cấp cao của KT. Theo đó, Công ty này bị cáo buộc đã tham gia vào nhiều kế hoạch để thực hiện các khoản thanh toán không phù hợp ở cả Hàn Quốc và Việt Nam. Theo tin từ Shek, các nhân viên của KT Corporation, bao gồm cả các giám đốc điều hành cấp cao, đã có thể tạo ra các khoản tiền khống được sử dụng để làm quà tặng và các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp cho các quan chức chính phủ ở cả Hàn Quốc, những người có ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của KT Corporation. Còn tại Việt Nam, hồ sơ của Shek cũng cho thấy, Nơi KCI tìm kiếm các hợp đồng xây dựng hệ thống điện mặt trời và trang bị cho các trường cao đẳng nghề, công ty đã tìm cách cung cấp tiền cho bên thứ ba có liên hệ với các quan chức chính phủ ở Việt Nam nhằm đạt được các hợp đồng chính phủ từ năm 2014 đến năm 2018. Báo The Wall Street Journal cũng cho biết, tháng 11 năm 2021, nhà chức trách Hàn Quốc đã truy tố 14 giám đốc điều hành của KCI liên quan đến các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp bị cáo buộc. KT Corporation hoạt động ở châu Á, châu Phi, châu Âu và cả châu Mỹ. Công ty này đã không thừa nhận, cũng không phủ nhận cáo buộc của Séc, nhưng chấp nhận hình phạt. Tiếp theo chương trình là những tin tức mới nhất liên quan đến căng thẳng Ukraine. Nga công nhận độc lập hai vùng ly khai, cái tát trời giáng cho phương Tây. Kính thưa quý vị, bất chấp các nỗ lực ngoại giao, tối ngày 21 tháng 2, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đặt bút ký xác lệnh công nhận độc lập hai vùng ly khai, hai nước Cộng hòa tự xưng Donetsk và Luhansk ở vùng Donbass của Ukraina. Chủ nhân Điện Kremlin còn thông báo gửi quân đến hỗ trợ gìn giữ hòa bình. Với giới quan sát, hành động thách thức này của ông Putin không những khép mọi cánh cửa cho đối thoại, mà còn là cú tát đau điếng dành cho phương Tây. Theo tường thuật của Đài phát thanh quốc tế Pháp RFI, với vẻ mặt lạnh lùng, Chủ nhân của Điện Kremlin trong bài phát biểu dài hơn 1 giờ đồng hồ đã chút mọi oán hờn và cam phẫn trước hết nhắm vào Ukraine. Ông Putin đã ví Ukraine như một nhà nước tham nhũng với một nền kinh tế lụt bại, chịu ảnh hưởng của những thế lực tân phát xít. Tổng thống Nga đã giải thích quyết định công nhận này là cần thiết và đã chín mùi từ lâu. Trên thực tế, bằng sắc lệnh này, chủ nhân của Điện Kremlin xem như đặt dấu chấm hết cho tiến trình hòa bình bởi vì thỏa thuận Minsk ký kết năm 2014 dưới sự trung gian hòa giải Pháp-Đức. Dự trù đưa các vùng lãnh thổ ly khai trở về với sự kiểm soát của Ukraine. Nhưng đó cũng còn là một cái tát dành cho cả phương Tây, kết thúc một cách thô bạo kịch bản ngoại giao mà Đức và Pháp đã ra sức duy trì trong hai tuần vừa qua, với hy vọng có thể đi đến được một cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden, và nhất là để tái thiết cơ cấu an ninh tại châu Âu. Kết cục này cũng có phần lớn lỗi của phương Tây. Nicholas Tanger, chuyên gia về địa chiến lược, giảng viên tại trường khoa học chính trị Sciences Po, trả lời đài RFI giải thích rằng phương Tây đã không có những phản ứng sớm ngay từ cuộc xung đột Georgia năm 2008. Khủng hoảng Ukraine năm 2014 và nhất là vụ chế độ Bakhtia al assad được Nga hậu thuẫn tấn công bằng vũ khí hóa học ở Syria năm 2013. Với ông, Nicolas Tanger, đây thật sự là một bài học đau đớn cho phương Tây. Đối với Tổng thống Putin, dự án kết nạp Ukraine vào NATO là một mối đe dọa trực tiếp cho an ninh nước Nga, khi khẳng định rằng những trung tâm huấn luyện của Liên minh được thành lập ngay trước cửa nhà Nga chẳng khác gì là những căn cứ quân sự. Do vậy, ông cho rằng Nga có quyền đưa ra những biện pháp an ninh để đáp trả. Tuy nhiên, theo quan sát của nhật báo Lacroix, bài phát biểu của Tổng thống Nga còn đi xa hơn cả vấn đề Donbass và quân sự. Khi tuyên bố rằng nước Nga sẵn sàng chứng tỏ cho Ukraine thấy điều gì mới thật sự là phi cộng sản hóa, chủ nhân Điện Kremlin rõ ràng còn đưa ra một thông điệp, ông không có ý định dừng lại ở Donbass. Đối với Putin, Ukraine đã trở thành thuộc địa của Mỹ với một chế độ bù nhìn trong tay các thế lực ngoại bang, một sự lệch lạc trong nhãn quan của Tổng thống Nga. Có thể nói, lời đe dọa mở một cuộc chiến tranh tại Donbass là một bước ngoặt lớn trong cuộc đọ sức giữa Nga với phương Tây. Bởi vì rủi ro nổ ra chiến tranh tại Ukraine chưa bao giờ lại lớn như lúc này. Nhà nghiên cứu Nicholas Tanger còn lưu ý, hai nước Cộng hòa ly khai bù nhìn trên thực tế chỉ kiểm soát được có 40% lãnh thổ Luhansk và Donetsk. Một cuộc tấn công mới dưới cái cớ thu hồi toàn bộ lãnh thổ hoàn toàn có thể xảy ra. Và để có thể làm được điều này, giới quan sát cho rằng, một lần nữa, Moscow sẽ không ngần ngại sử dụng các kiểu hành động khiêu khích, ngụy tạo cớ, đưa ra các báo động giả như những gì đã diễn ra trong những ngày qua, để mở một cuộc tấn công ồ ạt nhằm thu hồi các vùng lãnh thổ. Như vậy, theo đài AFI, sau nhiều tháng chơi trò ngoại giao với phương Tây, Tổng thống Nga giờ lật hẳn ván bài. Ông thẳng thừng đe dọa Ukraine chấm dứt tức thì các chiến dịch quân sự, chống quân ly khai, bằng không sẽ phải gánh lấy trách nhiệm về một cuộc đổ máu. Một thông điệp rõ ràng đã gửi đến Kiev và cả phương Tây. Ở một diễn biến liên quan, Thượng viện Nga bật đèn xanh cho phép ông Putin sử dụng quân đội ở nước ngoài. Thưa quý vị, Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, đã đồng ý cho Tổng thống Vladimir Putin sử dụng lực lượng vũ trang ở nước ngoài với thời gian, quy mô và nhiệm vụ tùy ý ông Putin quyết định, nhưng phải dựa trên hiến pháp. Nghị quyết đã được 153 thượng nghị sĩ thông qua sau phiên họp kín bất thường ngày 22 tháng 2. Trước đó cùng ngày, thượng viện Nga đã phê chuẩn hiệp ước hữu nghị, tương trợ và hợp tác giữa Nga với hai nước cộng hòa tự xưng là Donetsk và Luhansk ở miền đông của Ukraine. Hãng thông tấn TASS trích nghị quyết cho biết, việc lựa chọn các đơn vị quân đội, địa bàn hoạt động, nhiệm vụ và thời gian ở ngoài lãnh thổ Liên bang Nga do tổng thống Liên bang Nga quy định theo hiến pháp Liên bang Nga. Việc Thượng viện Nga bật đèn xanh cho sử dụng quân đội ở nước ngoài, theo ông Putin, không đồng nghĩa với việc quân đội Nga sẽ có mặt tại miền đông Ukraine ngay lập tức. Cũng theo nhà lãnh đạo nước Nga, hiện tại vẫn chưa thể nói về các động thái cụ thể của quân đội Nga tại các vùng ly khai. Hiện chính phủ Ukraine chưa lên tiếng bình luận. Một số nhà ngoại giao Mỹ tại Ukraine trước đó đã cáo buộc Nga đã đưa binh sĩ mặc thường phục vào hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine. Trong khi đó, theo tin từ CNN, vào hôm 22 tháng 2 theo giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo ông đã cho phép bổ sung các lực lượng và thiết bị quân sự của Mỹ ở châu Âu nhằm tăng cường sức mạnh cho các đồng minh Baltic ở Estonia, Latvia và Litva sau khi Tổng thống Nga Putin ra lệnh đưa quân vào hai khu vực ly khai của Ukraine. Người đứng đầu Tòa Bạch Ốc nhấn mạnh đây là những động thái hoàn toàn mang tính phòng thủ của chúng tôi. CNN trích lời ông Biden nói, Chúng tôi không có ý định chống lại Nga, mặc dù vậy, chúng tôi muốn gửi một thông điệp không thể nhầm lẫn rằng Hoa Kỳ cùng với các đồng minh của chúng tôi sẽ bảo vệ từng tấc lãnh thổ của NATO và tuân thủ các cam kết mà chúng tôi đã thực hiện với NATO. Trước đó, nhận định với CNN về động thái điều quân của Nga, phó cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ, Jonathan Finer cho rằng đây là sự khởi đầu của một cuộc xâm lược, xâm lược mới nhất của Nga vào Ukraina. Khi được yêu cầu giải thích rõ hơn quan điểm của Mỹ, ông nói, một cuộc xâm lược là một cuộc xâm lược và đó là những gì đang diễn ra. Về quan điểm của Kiev, bà Natalia Jinkina, đại biện lâm thời Ukraine tại Việt Nam, nói với đài BBC rằng khả năng đàm phán ngoại giao vẫn còn. Mặc dù Nga vừa công nhận quyền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng. Trả lời đài BBC, bà Jinkina cho rằng, phải hành động để chấm dứt sự xâm lược của Nga và khôi phục hòa bình ổn định ở châu Âu. Tiếp tục với một diễn biến có liên quan. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine kêu gọi binh sĩ sẵn sàng chiến đấu. Trong khi các giải pháp ngoại giao còn được đề ngỏ, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov hôm qua 22 tháng 2 đã dặn dò binh sĩ hãy sẵn sàng chiến đấu. Ông khẳng định quân đội Ukraine sẽ giành chiến thắng trước mối đe dọa từ Nga trong thông điệp đăng trên website Bộ Quốc phòng Ukraine được Reuters trích dẫn, Bộ trưởng Resnikov nói rằng sẽ có khó khăn và mất mát, chúng ta phải chịu đựng nỗi đau, vượt qua nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Còn trên Twitter, ông Resnikov thì khẳng định quyết định của Điện Kremlin công nhận độc lập hai vùng ly khai là thái độ gây hấn của Nga đối với Kiev. Chúng tôi sẵn sàng và hoàn toàn có thể bảo vệ bản thân, chủ quyền của mình, vị Bộ trưởng Quốc phòng viết thế giới không thể im lặng được, lệnh trừng phạt thì sao? Theo New York Times, những diễn biến mới cho thấy tình hình ở Ukraine đã bước vào giai đoạn căng thẳng hơn, trong bối cảnh lối thoát bằng giải pháp ngoại giao đang nhanh chóng thu hẹp. Ngày 22 tháng 2, nhiều video lan truyền trên mạng xã hội về các đoàn xe quân sự di chuyển trên lãnh thổ vùng ly khai. Hiện chưa có xác nhận đây là binh sĩ của Nga hay là của quân ly khai thân Nga. Tương tự, mạng xã hội cũng xuất hiện video cho thấy quân đội Ukraine di chuyển vũ khí hạng nặng như pháo tự hành và xe tăng về phía tiền tuyến. Theo ước tính của phương Tây, khoảng 150.000 đến 190.000 binh sĩ Nga đang bao vây Ukraine. Mỹ, Anh liên tục cảnh báo Moscow có thể sớm hạ lệnh tấn công. Tiếp theo chương trình là một tin tức quốc tế liên quan đến dịch bệnh. Từng sạch bóng virus, Quần đảo Solomon lao đao khi Covid-19 tấn công. Kính thưa quý vị, các nhân viên y tế tuyến đầu ở Solomon đã cảnh báo rằng hệ thống y tế đang trên bờ vực sụp đổ khi quần đảo Thái Bình Dương này phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 nghiêm trọng. Theo nhật báo The Guardian của anh, bác sĩ và các y tá tại bệnh viện quốc gia ở thủ đô Honiara đã chia sẻ tình trạng thiếu cơ sở vật chất và nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân Covid tại quần đảo Solomon. Một bác sĩ tại bệnh viện cho biết, nhiều bệnh nhân đang nằm trên sàn nhà, bệnh viện quá đông. Những bệnh nhân yếu ớt và thi thể chật kín, nhà xác quá tải. Đó là một trải nghiệm đáng buồn. Tôi chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này trước đây. Quần đảo Solomon, quốc gia có khoảng 700.000 dân nằm ở Nam Thái Bình Dương, đã không ghi nhận trường hợp nhiễm virus nào trong suốt 2 năm đầu bùng phát đại dịch. Tuy nhiên, đến giữa tháng 1 năm 2022, virus đã tràn vào Solomon, đã làm bùng phát gần 6.000 ca nhiễm và khoảng 70 trường hợp tử vong cho đến nay. Một bác sĩ giấu tên cho biết, số người tử vong trên thực tế còn có khả năng cao hơn rất nhiều. Ông nói, chúng tôi từng chứng kiến những trường hợp tử vong tại nhà, không được đưa đến bệnh viện vì họ sợ nếu xét nghiệm dương tính sẽ không được người thân đưa ra ngoài. Đó là một điều đáng buồn và khủng khiếp. Tại Solomon, các cơ sở khám chữa bệnh đang phải chật vật đối phó với số lượng ca nhiễm ngày càng gia tăng. Bệnh viện giã chiến Trung ương có 56 giường bệnh nhưng đều đã kín chỗ. Giới chức đã phải dựng tạm lều ở bên ngoài để điều trị cho các bệnh nhân. Bệnh viện quốc gia đã cải tạo khu trình hình thành vùng đỏ, nơi chuyên điều trị COVID cho những bệnh nhân nặng cần thở oxy. Ở khắp các khu vực khác trong bệnh viện vẫn còn rất nhiều bệnh nhân nhiễm bệnh. Các nhân viên y tế hoàn toàn sốc bởi số lượng ca bệnh quá lớn. Một bác sĩ chia sẻ, "Chúng tôi không có đủ y tá để chăm sóc bệnh nhân Covid-19, có nghĩa là nhiều bệnh nhân sẽ không được theo dõi và chăm sóc phù hợp." Tình trạng thiếu nhân viên đã khiến giới chức thậm chí còn phải kêu gọi cả những y tá nhiễm Covid-19 đến hỗ trợ làm việc. Trong khi đó, các y tá mới tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm, vốn đảm nhiệm công việc theo dõi người bệnh, giờ cũng phải tự chăm sóc cho những bệnh nhân nguy kịch. Một y tá nói, chúng tôi chỉ mới tốt nghiệp, chúng tôi còn rất cần sự giám sát của cấp trên và đây là một công việc đầy rủi ro, đặc biệt là khi số bệnh nhân quá lớn, đồng nghĩa với việc chúng tôi phải tự mình xử lý các ca bệnh. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Tổng thống Indonesia nói, người chạy xe bằng nhiên liệu hóa thạch đừng chuyển đến thủ đô mới. Kính thưa quý vị, tổng thống Indonesia Joko Widodo đã cấm các phương tiện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch hoạt động tại khu vực thủ đô mới Nusantara, vốn được xây dựng với khái niệm thành phố rừng thông minh. Theo truyền thông địa phương, ngày 22 tháng 2, phát biểu tại một sự kiện ở Jakarta, Tổng thống Widodo cho hay thủ đô mới Nusantara sẽ ưu tiên những người đi bộ, người đi xe đạp cũng như các phương tiện giao thông công cộng thân thiện với môi trường. Ông Widodo nói rằng, những người thích đi bộ, thích đi xe đạp và muốn khỏe mạnh, hãy chuyển đến thủ đô mới. Tuy nhiên, những người thích đi xe ô tô, Đặc biệt là xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch, xin đừng chuyển đến đây. Người đứng đầu chính phủ Indonesia cũng cho hay Nusantara được xây dựng như một thành phố 10 phút, tức là có thể đi vòng quanh thành phố chỉ trong vòng 10 phút. Thủ đô mới cũng được xây dựng với các công nghệ thân thiện với môi trường, với nguồn năng lượng chính từ thủy điện trên sông Cayan. Nhắc lại rằng Nusantara được xây dựng giữa một khu rừng, tổng thống Widodo đã yêu cầu các cơ quan hữu quan tăng diện tích cây xanh thay vì diện tích xây dựng các công trình. Cụ thể, trong khoảng 256.000 hecta, khoảng 50.000 hecta sẽ được sử dụng để xây dựng và 200.000 hecta còn lại sẽ được giữ lại để trồng rừng. Giữa tháng 1 vừa qua, Hạ viện Indonesia đã bỏ phiếu thông qua kế hoạch di rời thủ đô từ Jakarta tới tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo, cũng như quy định về cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của chính quyền thủ đô mới. Theo luật trên, Nusantara sẽ được quản lý như một khu tự trị và người đứng đầu chính quyền thủ đô mới sẽ mang hàm bộ trưởng do tổng thống trực tiếp chỉ định. Ngoài ra, chính quyền thành phố Nusantara cũng sẽ được trao các quyền hạn rộng rãi để thực thi các nhiệm vụ. Tiếp tục với một diễn biến đáng chú ý, châu Á Thái Bình Dương, trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới trong thập niên tới. Kính thưa quý vị, thị trường trung tâm dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương tiếp tục phát triển với tốc độ không ngừng và được dự đoán là sẽ trở thành khu vực trung tâm dữ liệu lớn nhất thế giới trong thập niên tới đây. Theo báo cáo so sánh thị trường toàn cầu năm 2022 của Trung tâm Dữ liệu Cashman and Wakefield, Singapore, Hồng Kông và Sydney được xếp hạng trong số 10 thị trường trung tâm dữ liệu hàng đầu thế giới. Theo báo Bangkok Post, trên toàn cầu, tổng số trung tâm dữ liệu được xây dựng tiếp tục tăng lên, lên tới 4,1 gigawatt so với 2,9 gigawatt trong nghiên cứu trước đó và 1,6 gigawatt trong năm 2020. Các khách hàng lớn nhất tiếp tục yêu cầu các công trình lớn hơn, với các khuôn viên 100 megawatt ngày càng trở nên phổ biến. Thị trường trung tâm dữ liệu lớn nhất trên thế giới, Bắc Virginia, Hoa Kỳ, một lần nữa đứng đầu bảng xếp hạng tổng thể trong năm thứ ba liên tiếp. Cùng với một đường dây xây dựng mạnh mẽ, nó đã mang đến khả năng kết nối tuyệt vời, các ưu đãi hấp dẫn và chi phí năng lượng thấp. Singapore đứng đầu bảng xếp hạng châu Á-Thái Bình Dương, tức đứng thứ hai trên toàn cầu, tăng hai bậc trên toàn cầu kể từ năm 2021. Trong khi đó, Hồng Kông đứng thứ hai ở châu Á-Thái Bình Dương, thứ sáu trên toàn cầu, gia nhập lại top 10 sau khi bỏ lỡ vị trí này vào năm 2021. Nằm trong top 3 châu Á-Thái Bình Dương là Sydney của Úc, đứng thứ 8 trên toàn cầu. Ông Gareth Powell, giám đốc cấp cao của Trung tâm Dữ liệu Cashman Wakefield Thái Lan, cho biết đường chân trời cho ngành trung tâm dữ liệu trên khu vực châu Á-Thái Bình Dương đặc biệt tươi sáng nhờ nhu cầu siêu cao và các quốc gia đã đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ những khách thuê chủ chốt. Trên toàn thế giới, các khu vực châu Mỹ Latin và châu Phi cũng được kỳ vọng sẽ có mức tăng trưởng đáng kể trong những năm tới đây, do các tuyến cáp ngầm mới xây dựng đã mang lại khả năng tiếp cận nhanh hơn đến nhiều thị trường. Phần cuối chương trình là một tin tức liên quan đến thể thao. Huấn luyện viên U23 Thái Lan muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Thưa quý vị, huấn luyện viên người Salvador, Valero Garcia của đội tuyển Thái Lan hy vọng tái ngộ và đánh bại Việt Nam ở chung kết U23 Đông Nam Á sau khi đã để thua 0-1 ở lượt cuối bảng C. Phát biểu sau trận đấu trên sân của Campuchia vào hôm 22 tháng 2, huấn luyện viên Garcia cho biết, Thái Lan đã chơi tốt, nhất là ở hiệp 2. Chúng tôi tạo nhiều cơ hội nhưng hơi vội vàng trong dứt điểm. Vấn đề duy nhất là không ghi được bàn. Nhưng tôi không quá lo lắng về điều này. Đây là bài học. Nó sẽ giúp các cầu thủ tiến bộ hơn. Chiến lược gia này cũng nói thêm, tôi biết có sự so kè giữa nền bóng đá Thái Lan và Việt Nam, nhưng chúng ta phải nhìn vào mặt tích cực. Hy vọng chúng tôi có thể gặp lại Việt Nam ở trận chung kết và đánh bại họ. Tại bán kết, đội tuyển Thái Lan gặp Lào, trong khi tuyển Việt Nam đụng độ với Timor-Leste, hay còn gọi là Đông Timor. Cả hai trận đấu đều diễn ra vào ngày 24 tháng 2. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng ngày 23 tháng 2 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.